Hello, chào mừng 500 anh em ruột đã đến với channel của Ngọc Ken nha. Hôm nay thì bên shop của Ngọc Ken lại tiếp tục về một cái tài khoản VIP 11 và cần rao bán với giá là 12 triệu. Trước khi vào buổi review chi tiết con nick này, anh em cho Ngọc xin một phút quảng cáo. Bên shop thẻ game của Ngọc Ken có bán thẻ dinh chiết khấu từ 6 cho tới 8%, ngoài ra còn làm thêm dịch vụ trung gian mua bán nạc và làm cái dịch vụ quay clip rao bán nặng lên trên YouTube như clip mà anh em đang xem đây. Thì mọi chi tiết anh em cứ liên hệ với Ngọc qua số điện thoại Zalo 0981007879 mọi người nhá. Ngoài ra thì bên shop của Ngọc còn nạp tất cả các game của Vina Game này, của Soha Game, của VTC, của Gzone, của ADNX, của Garena vân vân. Anh em cần mua thẻ game thì cứ liên hệ với Ngọc qua số điện thoại Zalo 0981007879 mọi người nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái review chi tiết con nick này. Đây là hit một len đấy mọi người. Cái này chắc là cũng fan của dân tổ bay đây mọi người ạ. Đây bạn ấy đang ở server 5 và đang là hạng 22 nha mọi người nhá. Hạng 22. Rồi, lên server thì chắc là chưa có hạng đâu. Đây lên server thì chưa có hạng đâu mọi người. Bạn ấy đang ở server 5 và đang ở trong cái gui là S5 Home Gui. Và mình sẽ đi vào xem cái VIP của bạn ấy là gần được nửa đường lên VIP 12 đây mọi người. Rồi đi vào xem đồ của bạn ấy nha. Nón cộng 10, áo cộng 11, vũ khí là cái vũ khí thì cộng 13. Ok anh em, khiên bolo ba la cộng 7, vật định tình cộng 7 luôn, xài cặp thiên vũ một cái cộng 8, một cái cộng 9, ác ma hai cái cộng 8. Dây chuyền là đã có được dây chuyền giọt nước rồi nha mọi người nha. Châu báu, chúng ta đi châu báu nào. Châu báu thì nhanh nhẹn là 3 viên nhanh nhẹn level 7, 2 viên tấn công level 7, 3 viên sát thương level 6, thần tốc 7, hồi phục 6 và hấp thu 6. Còn một cái lỗ khảm châu báu mới đục được nửa đường thôi. Tu luyện thì tấn công 24, HP 24, may mắn 23, phòng thủ 23, nhanh nhẹn 23. Thẻ bài thì lên được level 12 rồi mọi người. Đó. Thu thập thì mê công ra trận này. Mới được cái mê công vô địch chiến thần này. Cái này cũng mới được có một cái thôi. Thẻ bài đang ở level 12. Ok, chúng ta bước vào xem thuộc tính nhân vật. Tấn công 232, nhanh nhẹn 2137. HP 8095. Hộ giáp 341, phòng thủ 1308, may mắn 1855, sát thương 977, thể lực là 311. Đây hợp thành thì bạn ấy đang full 26, 25 26 đấy mọi người. Cho là full 26 luôn, thời trang nó cũng vậy. Hợp thành bạn ấy đang full 26 nhá mọi người nhá. Có một số cái 27, một số cái 25, tính trung bình là full 26 đi. Gà thì đang xài pet gà con 4 sao cấp S. Rồi chúng ta đi vào phụ kiện trang phục. Chuyện kỳ quái gần 3 set. Dòng nước 2 set mùa hè rực rỡ. Chưa được set nào nhưng mà cũng gần kích hoạt 2 set rồi. Và cả nông trại gần 2 set. Chiến trường kịch tính gần 3 set. Đi đầu xu hướng chưa, mùa hè bùng cháy 1. Viễn chinh vĩ đại 1. 5 tháng thanh xuân 2. Câu đố chòm sau trên 1. Khu vườn tuổi thơ 1, duyện đời này chưa, ước hẹn bầu trời chưa, phong thái dũng sĩ chưa, hoàng tộc chưa, vinh quang chiến thắng gần 3 set, ước hẹn quý giá 1 set mọi người. Rồi chúng ta vào phụ kiện pet. Pet thì kiến là được từ 1 sao, 2 sao, 4 sao, 3 sao chưa có này. Đấu sĩ 1 sao, 2 sao. Gà 1 sao, 3 sao và 4 sao. Mầm 1 sao, 2 sao và 3 sao. Chúng ta đi vào túi đồ xem. Đạo cụ của bạn ấy là còn 2 viên đá 4, 2 viên đá 3, 3 viên đá 2 và một số đá hợp thành nha mọi người. Đấy, cho anh em xem hết cái túi đồ của bạn ấy. Và lực chiến đang là 99k nha mọi người. Anh em nào muốn mua cái nick này với giá là 12 triệu thì anh em cứ liên hệ với Ngọc qua số điện thoại Zalo 0981007879 nha. Và bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha.